Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, không còn bao nhiêu ngày nữa sẽ tới ngày bỏ phiếu thực sự bầu tân Thế tử Mỹ. Tuần này và tuần tới, tôi sẽ bàn về chuyện ủng hộ hay không ủng hộ và Kamala hay ông Trump. Dĩ nhiên, đây chỉ là những ý kiến của riêng cá nhân tôi thôi, còn quyết định thế nào là của mỗi người, tùy theo suy nghĩ của riêng mỗi người. Kẻ này cũng phải nói ngay, quyết định nào đúng, quyết định nào sai, quyết định nào khôn, quyết định nào dại, tất cả chỉ là theo quan điểm chủ quan của mỗi người, là lựa chọn của cá nhân mỗi người, chẳng có gì để tranh luận. Khôn nhờ dại chịu, kẻ này tôn trọng mọi quyết định. Và mỗi người cũng đều phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tuần này, tôi sẽ bàn về việc tại sao tôi không ủng hộ bà Kamala Harris. Trước hết, phải nói ngay, ở đây tôi nhận định bà Kamala qua vai trò tổng thống không bàn tới nghệ thuật leo giường hay cái cười hô hố của bà, mà chú tâm nhiều tới chính sách cũng như quan điểm chính trị dưới khía cạnh an bang tế thế của bà ta. Không khác gì bất cứ người nào khác, bà Kamala không hoàn hảo, cái gì cũng tốt, ngược lại cũng không tồi tệ đến độ chuyện gì cũng xấu, đáng chê trách. Viết bài này, VL này đã hỏi ChatGPT về các ưu và khuyết điểm của Kamala, không phải vì kẻ này không biết, mà muốn dựa vào một nguồn quan điểm tương đối thân Kamala hơn để tránh nhận định theo tính phe đảng chủ quan không ưa Kamala của chính mình. Do đó, trước khi đi xa hơn, phải nói cho rõ, những ưu điểm và khuyết điểm của bà Kamala nêu ra trong bài này không phải do VL này đưa ra, có thể không đúng, không công bằng, hay thiếu sót nhiều chuyện quan trọng khác, mà là của ChatGPT, là trang mạng thông minh nhân tạo Artificial Intelligence. Ở đây, xin phép mở ngoặc nói qua về ChatGPT. Đây là một chương trình siêu thông minh, có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi của bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì ngắn dài tùy yêu cầu. Cũng có thể trả lời câu hỏi tiếng Việt bằng tiếng Việt. Quý vị muốn thử nghiệm, vào ChatGPT, đánh máy tiếng Việt viết về yếu điểm của bà Kamala Harris trong vòng 1.000 chữ. Thử cho biết. Muốn có chuyện vui, quý độc giả có thể đánh máy hỏi thử Vũ Linh của diễn đàn trái chiều nghĩ gì về Trump. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí. Quý vị rảnh không có chuyện gì làm, có thể ngồi đấu láo với ChatGPT cả ngày cũng được. Tuy nhiên, có hai điểm cần lưu ý. ChatGPT trả lời câu hỏi bằng cách giả soát, thu thập và tổng kết tin tức từ cả triệu bản tin trang mạng liên quan đến câu hỏi. Cái siêu của ChatGPT là có thể là những việc đó trong vòng vài giây đồng hồ. Về dữ kiện thì tương đối chính xác. Về quan điểm chính trị thì có khuynh hướng cập tiến thiên về phe DC chỉ vì nguồn các tin ChatGPT thu thập. Tuyệt đại đa số là các trang mạng Mỹ, đám truyền thông loa phường Mỹ và các trang mạng xã hội Mỹ có khuynh hướng cập tiến thiên về đảng DC, bất lợi cho khối bảo thủ, cho đảng CS và cho cá nhân Trump. Chẳng hạn, nếu muốn tìm điểm yếu của Trump sẽ có ngay một chục triệu điểm, muốn biết điểm yếu của Kamala sẽ ít hơn nhiều, chỉ vì tin về Trump quá nhiều, nhất là những tin bất lợi, trong khi về Kamala hiếm hơn nhiều. ChatGPT cũng có khả năng chiều khách, hiểu ý khách, khách đặt câu hỏi nên trả lời cho khách. Vui, chẳng hạn, quý vị viết, tôi rất ghét Trump, xin liệt kê cho tôi 100 tội đáng ghét của Trump. Quý vị sẽ có ngay danh sách đó trong vòng một vài giây đồng hồ. ChatGPT viết tiếng Việt theo ngôn ngữ VC chỉ vì thu thập tin tức trên truyền thông và trang mạng phần lớn của VC. Nếu hỏi về chính quyền CSVN, thì ChatGPT khen nhiều hơn chê, mà lại chê theo kiểu vừa chê vừa tìm cách bào chữa. Do đó, việc sử dụng ChatGPT cần phải thận trọng, hiểu rõ ChatGPT lấy nguồn tin từ đâu, và nhất là cần phải hiểu ChatGPT không phải là chân lý, là sự thật tuyệt đối. Bà Harvard Ellen mới đây trích dẫn ra gần cả trăm tội của Trump từ ChatGPT, rồi chỗ đó là quan điểm trung thực của ChatGPT, chỉ chứng tỏ bà Harvard này dốt, chẳng hiểu gì về ChatGPT. Dưới đây là cái nhìn sơ qua về những ưu điểm tốt, thuận lợi quan trọng nhất mà ChatGPT và phe ủng hộ bà Kamala phổ biến để biện giải hậu thuẫn của bà.
1. Bà Kamala là viên gạch đập tan những tấm kính chắn, là biểu tượng của khai phá, là người đầu tiên không phải rằng mà là gốc Phi Châu, lại Á Châu. Xác nhận nước Mỹ là nước của cơ hội cho tất cả, kể cả những dân không phải da trắng. 2. Bà Kamala cũng là phụ nữ đầu tiên làm thầy tù, sẽ là người tích cực tranh đấu và bảo vệ cho quyền lợi phụ nữ trên nhiều khía cạnh cuộc sống, binh quyền trên phương diện công an việc làm, trách nhiệm và quyền lợi, bảo vệ quyền tự do quyết định trong vấn đề tự do sinh sản và thai, bảo vệ những giá trị gia đình. 3. Cách đây 3 tháng, ai cũng chán nản nghĩ lại phải chọn giữa hai ông lão tám bó làm thầy tù. Bây giờ bất ngờ có người trẻ hơn 20 tuổi ra nhận trách nhiệm, xác nhận dân Mỹ muốn qua tràng, truyền lửa qua thế hệ mới. Bố, nước Mỹ có dịp đưa một người đại diện cho tư pháp, cho luật lệ, lên điều hành nước theo đúng luật, chứ không phải là người bất chấp luật lệ, coi trời bằng vùng, tự do tác oai tác quái như Trump. 5. Bà Kamala lên, đánh dấu ngày cơ nghiệp của ông Trump chấm dứt vĩnh viễn, vì ông Trump sẽ quá già, không còn cơ hội nào nữa. Chấm dứt tình trạng rối loạn, phân hóa cùng cực của chính trường Mỹ. 6. Nước Mỹ sẽ tích cực lo cho tương lai lâu dài của nhân loại, với những biện pháp bảo vệ môi trường, chống hâm nóng địa cầu. Nếu phải nhận định về những ưu điểm của bà Kamala như vừa nêu trên, thì kẻ này phải nói, hiển nhiên những ưu điểm này có tính cách chung chung. Kẻ này đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mà vẫn chỉ nhìn thấy những điểm trên mang nặng tính cách chính trị lý lịch liên quan đến con người bà Kamala. Nhưng chẳng có cái nào thật sự có lợi cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng tị nạn đồng hương với mình, và cuối cùng cho dân Mỹ nói chung. Nghĩa là không thấy điểm nào liên quan đến chính sách đáng để bầu cho bà Kamala. Việc ca tụng bà Kamala không phải là da trắng, xin lỗi, chứ kẻ này nghe như có hơi hám kỳ thị chủng tộc hơi nặng. Với kẻ này, Tổng thống chỉ là một công chức được bầu, hay dù được bổ nhiệm, để phục vụ quyền lợi của người dân. Nghĩa là phục vụ giỏi nhất thì được trao trách nhiệm. Chuyện người đó da trắng, da đen hay da nâu, da vàng, mắc mớ gì. Tôi cần ông thợ điện đến sửa hệ thống điện trong nhà, chẳng bao giờ thắc mắc phải là ông thợ da trắng hay da vàng hay da đen, phải không? Chỉ có cụ Vivi Lộc nhà ta là muốn thợ điện phải là một bà da đen, cho dù không biết sửa điện. Cũng vậy, nhiều người đã ủng hộ và tin chắc như gạch là Kamala, với tư cách đàn bà, sẽ giúp cải thiện đời sống của phụ nữ trên đủ mọi phương diện. Có thật vậy không? Cải thiện như thế nào? Có ai nghe Kamala nói gì về chuyện này chưa? Trước đây, nhiều người đã tung hô mệt nghỉ là bầu ông da đen Obama làm tổng thống. Hậu quả tức khắc sẽ là việc cải thiện cuộc sống của dân da đen. Có không? Thực tế là sau 8 năm Obama, dân da đen vẫn chẳng thấy có gì khá hơn. Nói chung, vẫn đầy những tệ nạn cổ điển, vẫn nghèo, vẫn quá nhiều người sống nhờ trợ cấp. Các khu dân da đen vẫn thiếu an ninh nhất, trộm cướp, bắn giết loạn đả. Vẫn quá nhiều bà đen với cả đàn con không bố, mặc dù tỷ lệ phá thai cao nhất, thanh niên da đen vẫn thất nghiệp cả đám. Kiếm việc khó khăn, dân buôn xì ke, ma túy vẫn coi những khu đen là thị trường béo bở nhất. Những tệ nạn này đã dây dưa cả mấy kiếp mấy đời. Không có gì mới lạ, Obama đã cải thiện được gì. Quan trọng không kém, bầu cho Obama sẽ mang lại đại đoàn kết toàn dân, sẽ xóa bỏ mọi dấu vết của nạn kỳ thị chủng tộc, có không? Hay là sau 8 năm Obama, nạn kỳ thị bây giờ còn nặng nề gấp vạn lần? Nếu có thay đổi, thì đó là thay đổi theo kiểu kỳ thị da đen được thay thế bằng kỳ thị da trắng. Có tốt hơn không? Đọc lại những ưu điểm của Kamala vừa nêu trên, quý độc giả có thể thấy ngay không có điều nào liên quan đến chính sách nào của bà Tổng thống Kamala hết. Bỏ qua chuyện bà phải trực tiếp chịu trách nhiệm về những thảm họa do Biden và bà gây ra trong gần 4 năm qua, bà sẽ làm gì? Dùng biện pháp cụ thể nào để chặn lạm phát, giảm vật giá sinh hoạt cho dân? Sẽ làm gì để giải quyết khủng hoảng biên giới, chặn nạn di dân lậu tràn vào Mỹ? Sẽ làm gì để chặn nạn công khai cướp của giết người tràn lan khắp nước?
sẽ làm gì để chậm lại làn sóng thức tỉnh đang tàn phá văn hóa Mỹ, nền tảng gia đình Mỹ? Ngay cả ý định cho phá thai thả giàn, bà sẽ làm được gì? Ban hành luật phá thai mới trên toàn quốc là việc làm của Quốc hội, không nằm trong quyền hạn thể tơ. Chưa kể việc đó có thể cần phải tu chính hiến pháp, là việc cần tới 3 tháng buồn cả tiểu bang, 38 tiểu bang, trong khi đảng DC bây giờ chỉ kiểm soát được 20 tiểu bang. Thật sự, chỉ là hứa lèo. Công bằng mà nói, trong các ưu điểm nêu ra, cũng có một điểm liên quan tới chính sách, đó là chính sách bảo vệ địa cầu chống hâm nóng. Xin lỗi, chuyện địa cầu bị hâm nóng hay bị đông lạnh, giết hết nhân loại và tất cả mọi sinh vật đã xảy ra trên trái đất này 5 lần rồi, mỗi lần cách nhau vài trăm triệu năm trong lịch sử 4 tỷ năm của trái đất. Nhân loại như ta đang thấy đã xuất hiện trên trái đất đâu mới có vài chục ngàn năm. Kẻ này thật sự không dành lo chuyện cả trăm triệu năm. Vì mắc lo chiều nay, đi chợ mua đồ ăn cho bữa tối nay. Trang mạng ChatGPT cũng đã nêu lên một số khuyết điểm của bà Kamala. Đại cương là 1. Tham vọng chính trị lấn át nguyên tắc chỉ đạo. 2. Thành tích đáng nghi ngờ khi làm công tố Cali. 3. Vai trò trong khủng hoảng di dân. 4. Quan điểm bất nhất, đặc biệt là trong vấn đề y tế. 5. Thành tích khi làm phó tế tơ. 6. Là người của khối đang nắm quyền, establishment. 7. Tính phe đảng quá nặng, sẽ không thể tạo đại đoàn kết toàn dân. Ta thử nhìn lại những điểm cụ thể này. Tham vọng chính trị của Kamala không thể nào thể hiện rõ nét hơn qua việc đổi áo, trao trở lập trường trong gần như tất cả mọi vấn đề, từ xã nghĩa hóa y tế tới fracking. Chỉ vì một mục đích duy nhất, kiếm phiếu để đắc cử, bất cần biết gì về chính sách, quan điểm, ý thức hệ chính trị, thành tích công tố và bộ trưởng tư pháp Kali của Kamala là một thứ thành tích cần giấu cho kín, không thể khoe, khi bà đã truy tố oan không biết bao nhiêu người qua những việc làm bất chính như bịt miệng nhân chứng, giấu bằng chứng. Năm 2020, bà đồng chí DC Tulsi Gabbard đã công khai tố hàng loạt tội của Kamala trong cuộc tranh luận công khai trên TV, khiến Kamala á khẩu, không cãi được. Hậu thuẫn bị rớt thảm hại đến độ Kamala đã là ứng cử viên phải rút lui đầu tiên vì hậu thuẫn quá yếu. Về vai trò của Kamala trong khủng hoảng di dân, thì phải nói, toàn bộ câu chuyện đã trở thành trò cười, mà thiên hạ phải vừa cười, vừa khóc cho đại họa này của nước Mỹ. Khi Kamala được Biden bổ nhiệm lo giải quyết khủng hoảng biên giới, thì toàn thể khối truyền thông loa phường tung hô như đại thành tích của Biden đã giảm trực diện vấn nạn và bổ nhiệm nhân vật quan trọng thứ nhì, chỉ sau Peter, tài giỏi nhất trong nội các Biden, để giải quyết tận gốc vấn nạn này. ABC News: Kamala Harris takes lead on border crisis. AP: Biden taps VP Harris to lead response to border challenges. CBS News: Harris to lead administration's efforts to stem migration at border. The Hill: Biden taps Harris to lead on immigration amid border crisis. Los Angeles Times: Vice President Kamala Harris will lead response to migrant issue as numbers rise at border. NBC News: Biden tasks Harris with stemming the migration on southern border. The New York Times: Kamala Harris to lead administration's migrant response. Politico: Biden makes Harris the point person on immigration issues amid border surge. Reuters: Biden names Harris to lead efforts with Mexico, Central America to stem migrant flow. Today: Vice President Kamala Harris to lead White House efforts to stem migration at the border. The Washington Post: Biden taps Harris to handle border crisis. Thế đấy, nhưng sau khi ngồi gần 4 năm trong trách nhiệm quá lớn này, mà chẳng ai thấy bất cứ một biện pháp hay kết quả cụ thể nào, trong khi khủng hoảng biên giới leo thang thành một trong những khủng hoảng chính trị, xã hội, nhân bản lớn nhất lịch sử Mỹ, thì Kamala, với sự phụ họa của chính đám truyền thông loa phường, lại khẳng định Kamala không hề có trách nhiệm gì trong chính sách biên giới của Biden. Tất cả lại đổ lên đầu lẩm cẩm: Biden đã bị mất job. Hay lỗi tại Trump hết. Thật là tiện. Về chính sách y tế, Kamala đã tráo trở một cách thô bạo nhất. Trong quá khứ,
Kamala nổi tiếng thuộc thành phần cực tả, tức là thiên tả cực đoan, còn thiên tả hơn cả các cụ xã nghĩa Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Kamala đã chủ trương xã nghĩa hóa toàn bộ hệ thống y tế theo một thực Tây Âu, nghĩa là nhà nước độc quyền bảo hiểm và cung cấp mọi dịch vụ y tế, toàn quyền ấn định phương pháp trị liệu, giá cả bác sĩ, nhà thương, thuốc men, là chuyện ngay cả các cụ Sanders và Warren hay Obama vẫn chưa dám đề nghị. Kamala muốn quốc hữu hóa toàn bộ hệ thống bảo hiểm và cung cấp dịch vụ y tế cả nước. Nhưng sau khi nắm được chức phó thị tờ, thì Kamala khôn danh, hiểu được chính sách này không có cách nào được dân Mỹ chấp nhận, nên đã mau mắn thay áo, chấp nhận Obamacare và biện bạch chương trình xã nghĩa hóa y tế của bà có thể làm từng bước nhỏ một, kéo dài trong thời gian 10 năm. Đi chậm lại, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi. Kiểu như VC với chính sách kinh tế thị trường với cái đuôi xã nghĩa, Kamala cũng đưa ra chính sách Obamacare với cái đuôi xã nghĩa. Về thành tích của Kamala trong gần 4 năm làm phó tê tơ thì xin lỗi, kẻ này chẳng viết được chữ nào vì chẳng có gì để viết. Kamala có là người của đám nhà nước ngầm đang nắm quyền hay không? Thì tuyên cáo mới đây của cả mấy trăm đại quan ủng hộ Kamala quả đó là bằng chứng quá rõ, khó cãi được. Đám đại quan DC thì dĩ nhiên ủng hộ Kamala, khỏi cần bàn thêm. Đám đang cầm quyền trong nhà nước ngầm, DC cũng như Yacht và không đảng nào, đang run lẩy bẩy trước viễn tượng ông thần quét rác Trump lên sẽ quét sạch lũ sâu bọ trong đầm lầy. Không ai không biết chuyện này. Nói về tính phe đảng, không thể tạo đoàn kết toàn dân được của Kamala thì bàn thêm, hiển nhiên là quá thừa. Kamala ra tranh cử, chẳng dựa trên bất cứ chính sách nào, mà chỉ dựa trên việc tố khổ Trump, không hơn không kém, không có gì khác. Những điều ChatGPT không nói tới. Dù vậy, những khuyết điểm ChatGPT nêu ra dường như vẫn còn thiếu sót. Vì thân thiện với Kamala, Kamala không có chính sách gì hết. Kamala đã được bổ nhiệm thay thế Biden 2 tháng rồi, mà trong gần 3 tháng qua đã không thể đưa ra một chính sách quy mô nào về bất cứ vấn đề gì. Chính sách duy nhất Kamala đưa ra là đề nghị lờ mờ về cái mà bà gọi là kinh tế cơ hội, Opportunity Economics, nghĩa là kinh tế dựa trên việc cho người dân có cơ hội. Nôm na ra là nhà nước không biết phải làm gì, chấp nhận ngồi yên cho người dân chủ động tìm ra cơ hội, làm gì thì làm. Kamala thật ra có đưa ra 2 đề nghị. Tặng 6.000 đô tín dụng thuế cho các bà sanh con và tặng 25.000 đô tiền ứng trước mua nhà cho những người mua nhà lần đầu. Đó không phải là chính sách kinh tế, mà chỉ là quà trợ cấp đấm mõm cử tri, chẳng có ảnh hưởng gì đến kinh tế, chẳng giúp giảm giá sinh hoạt cao ngất ngưởng của dân. Việc không có chính sách gì chứng minh một trong 2 chuyện. Một là Kamala khoác da tặc kè, muốn giấu những chính sách cấp tiến cực đoan thật của bà. 2 là chưa sẵn sàng chắc chắn, chưa chuẩn bị nên chẳng có chính sách gì giáo. Người dân có quyền đòi hỏi được biết Tổng thống tương lai sẽ làm những gì, bằng cách nào, chứ Tổng thống tương lai không có quyền đòi hỏi người dân phải nhắm mắt, bầu cho tôi, tin tôi đi. Ngay cả trong các chế độ phát xít và cộng sản, họ cũng công bố rõ ràng chính sách của họ, cho dù người dân không có quyền chọn lựa, chấp nhận hay bác bỏ. Nhu cầu cần biết rõ về chính sách hết sức quan trọng, đặc biệt là trong trường hợp bà Kamala là loại tắc kè mà không ai biết ra màu gì lúc nào. Ở đây, ai cũng nhìn thấy 3 đặc điểm trong cuộc vận động tranh cử của Kamala. 1. Chủ điểm duy nhất của cuộc vận động là tấn công, công kích, bôi bác Trump. 2. Giấu nhẹm hay không có bất cứ chính sách nào. Mỗi lần được hỏi về chính sách cụ thể là như cái máy, nói ngay, tôi sinh ra trong gia đình trung lưu. 3. Núp dưới gầm bàn nhờ truyền thông loa phường vận động dùm. Không ai nghĩ đây là cách vận động đúng, thích hợp để dân Mỹ có được một lựa chọn trong sáng suốt nhất. Trên nguyên tắc, theo thể chế dân chủ của Mỹ, Kamala có quyền thiên tả tới đâu cũng được, kể cả việc công khai nhận mình là cộng sản cũng được, chẳng có luật nào cấm.
Nhưng vấn đề là phải thành thật khai báo với dân để người dân biết đường mà bỏ phiếu ủng hộ hay chống. Kamala rất khôn ranh, hiểu rất rõ pha quan điểm thiên tả cực đoan của bà đã và sẽ không được dân Mỹ chấp nhận, nên bà đã khoác áo tắc kè, đổi màu da theo nhu cầu, nhất là trong mùa tranh cử này. Y chang theo kiểu nói chuyện của bà. Nói với dân Tây thì dùng tiếng Mỹ với giọng Tây. Nói với dân lao động da đen thì dùng tiếng Mỹ với giọng lao động da đen. Đó chỉ là chuyện vút đuôi lừa gạt thiên hạ, không hơn không kém. Và những người nhắm mắt bầu cho bà chỉ là những người vô ý thức, nhắm mắt bịt tai, làm theo tính phe đảng, hay ngu xuẩn, không biết mình đang làm gì. Chương trình tranh cử của Kamala phần lớn dựa trên việc chống Trump, mà lại chống toàn bằng những tố cáo phỉa, nhắm hù dọa vớ vẩn mà chỉ những người mù quáng vì phe đảng nhất mới tin. Như tố cáo Trump là cha đẻ ra dự án 2025, rất bảo thủ. Tố cáo Trump sẽ xé hiến pháp, chấm dứt bầu cử, làm thê tơ độc tài muôn năm. Tố cáo Trump sẽ ban hành luật cấm phá thai toàn diện trên khắp nước Mỹ. Tố cáo Trump càng không cho Biden và ba xây tường biên giới. Nói chuyện nghiêm chỉnh, ai tin những tố cáo này? Hơn 2 tháng sau khi được bổ nhiệm, Kamala vẫn trốn tránh, không dám trực diện báo chí, núp sau cái bình phòng truyền thông thiên vị lộ liễu, tìm mọi cách tung hô bà lên 90 tầng mây. Trong thời gian qua, bị chỉ trích nhiều, bà đành phải cho phỏng vấn, mà lại chỉ cho những người thân thiện nhất phỏng vấn, hỏi những câu hỏi có tính cách mớ mội, cho bà tự quảng cáo mình hay bôi bác Trump. Kamala có thể trốn tránh truyền thông như vậy vì là phe ta, chứ Trump mà trốn tránh như vậy thì đã bị đám cú vọ truyền thông xé xác từ lâu rồi. Chỉ mới tuần rồi, bị công kích quá mạnh trong khi hậu thuẫn rớt hơn sung dụng, nên vạn bất đắc dĩ phải bám vào cái phao cho Fox News phỏng vấn để khỏi chết chìm. Một điểm khác mà kẻ này cho là cực quan trọng mà ChatGPT không nhắc tới, đó là dân Mỹ không thích Kamala. Năm 2020, Kamala là ứng cử viên tây tơ đầu tiên bên đảng DC phải rút lui vì hậu thuẫn thấp nhất trong số gần 20 ứng cử viên của đảng DC khi đó. Kamala năm đó chỉ thọ được đúng 2 lần tranh luận trực tiếp trên TV. Và như vậy cũng đã quá đủ cho dân Mỹ thấy bà này là ngựa non háo đá, mạnh miệng công kích, tố cáo người khác theo đúng nghề công tố. Nhưng nhìn vào con người này thì ngoài tài tố cáo kết tội người khác, không có gì khác, không có chính sách, đường lối gì hấp dẫn cho dân hết. Câu hỏi thiên hạ phải đặt ra là làm sao bất thình lình một ứng cử viên tệ nhất bị loại sớm nhất trong cuộc bầu tỷ tô năm 2020. Chẳng làm gì hết trong mấy năm qua, mà bây giờ lại được hóa phép biến thành người tài giỏi nhất, đáng được bầu làm tỷ tô nhất. Mùi phe đảng mù quáng sặc lên tới trần nhà. Những khuyết điểm trên của Kamala quả là vĩ đại, nhưng trong tình trạng phân hóa cực đoan hiện nay, những người mê Kamala vẫn mê, bất chấp hết, kể cả việc bầu cho một người làm tây ti, dù người đó chẳng có chính sách gì về bất cứ vấn đề nào. Thật ra, có lẽ phải nói chẳng có bao nhiêu người mê Kamala. Những người ủng hộ Kamala chỉ có 2 loại. Nhắm mắt ủng hộ Kamala coi như một hình thức trả thù cho Biden, hay nhắm mắt ủng hộ Kamala vì chống Trump. Và đó hiển nhiên là những lý do đủ và chính đáng để đám cử tri DC bầu cho bà. Việc bà Kamala không có chính sách nào, hay chính sách hơn, có chính sách nhưng giấu dân, vì biết chính sách quá thiên tả của mình sẽ không được chấp nhận, hiển nhiên là lỗ hổng lớn nhất, là lý do quan trọng để kẻ này khẳng định không ai có thể mù quáng nhắm mắt ủng hộ bà được, để rồi sau khi bầu, về nhà thắp nhang cầu may như cầu được trúng số. Chuyện quyền lợi dân tộc, sinh tồn của đất nước quá quan trọng để có thể có thái độ phe đảng mù quáng như vậy được. Điều đáng buồn cho nước Mỹ là tình trạng phân hóa. Phe đảng đã lên tới mức mà không ít dân Mỹ đã sẵn sàng bầu cho một thùng rỗng kêu to mà bất cần mọi chuyện khác. Kẻ này có cảm tưởng dưới đảng DC, dân Mỹ càng ngày càng mù quáng, hết thuốc chữa. Với cái thùng rỗng kiểu to này, làm sao tôi có thể ủng hộ Kamala làm tế ti được?
Làm sao tôi biết được bà Kamala sẽ làm gì? Làm sao tôi biết được những việc làm của bà sẽ có lợi cho dân, cho nước, cho cộng đồng, việc tị nạn, cho gia đình tôi và cho cá nhân tôi như thế nào? Đừng bắt tôi phải nhắm mắt, cứ tin đi mà. Ai muốn thí mạng củi, bầu đại vì bại đầu, hên xui may rủi, thì bầu không có tôi. Điểm cuối cùng, dân Mỹ không thích võ tây tổ. Từ thời Theodore Roosevelt, thập niên 1910 tới nay, không có phó tây tơ nào đắc cử khi ra tranh cử tây tơ hết, hay có đắc cử nhờ hào quang tây tơ trước, cũng chỉ thọ đúng một nhiệm kỳ, chưa có phó tây tơ nào đắc cử hai nhiệm kỳ tây tơ sau đó. Theodore Roosevelt có ba phó tây tơ, một John Garner làm phó một nhiệm kỳ rồi bị đảng sa thải, hai Henry Wallace, y chang như Garner, làm phó một nhiệm kỳ rồi bị đảng sa thải, và ba Harry Truman được bầu một lần sau khi thay thế Roosevelt bị chết, nhờ hào quang của Roosevelt nhưng cũng chỉ thọ đúng một nhiệm kỳ, bị đảng chống không cho ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai năm 1952. Thời điểm đó, các lãnh đạo đảng họp kín để đưa ra các ứng cử viên TT và PTT của đảng. Theodore Truman, phó Theodore Barclay bị cản khi các lãnh tụ đảng DC chặn không cho ra tranh cử. Theodore Eisenhower, phó Theodore Nixon thua Kennedy. Nixon phải đợi tới sau khi Theodore Johnson rút lui mới đắc cử, để rồi chỉ thọ một nhiệm kỳ, qua nhiệm kỳ sau, bị ép từ chức. Theodore Kennedy, phó Theodore Johnson lên nắm quyền khi Kennedy bị giết, sau đó được bầu làm tế tử nhờ hào quang của cái chết của Kennedy, nhưng chỉ thọ một nhiệm kỳ rồi phải tự ý rút lui. Theodore Johnson, phó Theodore Humphrey bị Nixon hạ. Theodore Nixon, phó Theodore Agnew bị ép từ chức, phó Theodore Ford kế vị Nixon, ra tranh cử bị Carter hạ. T. Carter, Phó Theodore Mondale bị Reagan hạ. Theodore Reagan, Phó Theodore Bush cha đắc cử nhờ hào quang của Reagan, nhưng chỉ thọ đúng một nhiệm kỳ. Theodore Bush cha, Phó Theodore Quayle rớt đài ngay trong vòng sơ bộ 1996. T. Clinton, Phó Theodore Gore bị Bush con hạ. Theodore Bush con, Phó Theodore Cheney không ra tranh cử. Theodore Obama, Phó Theodore Biden bị chính Obama chặn không cho ra, cho tới khi bà Hillary rớt đài. 4 năm sau mới đắc cử, cũng chỉ thọ một nhiệm kỳ. Theodore Trump, Phó Theodore Penn rớt đài ngay trong vòng sơ bộ 2024. Kẻ này không tin Kamala sẽ có khả năng làm người phá lệ này, nhất là khác với Kennedy và Reagan. Biden chẳng có hào quang nào cho Kamala hưởng cả. Kamala nếu may mắn đắc cử, rồi cũng sẽ chỉ thọ một nhiệm kỳ như Johnson, Bush cha và Biden thôi. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.